个人哇塞，这个人哎，天哪！未来，天哪！哦，那个是人。这个电车撞在那个柱子上面，他们听他们说几分钟就着火，已经控制不了了。好像是司机也驾驶员也在里面还有人的，人都已经跑不出来了。你看这个轮胎都飞得这么远，飞到这里。这已经烧没了啦。đối với các cái thiết bị ví dụ như xe máy điện, xe đạp điện, thậm chí là ô tô điện có những cái nguy cơ xảy ra cháy nổ. Thế thì ở đây về các cái thiết bị trên các cái phương tiện đấy, thứ nhất đó là các cái cục pin của các cái xe máy điện, xe đạp điện. Đấy là những cái thiết bị mà qua quá trình sử dụng có thể sẽ lâu ngày sẽ có thể bị oxy hóa, bị lão hóa và có thể xảy ra những cái hiện tượng là ví dụ như sạc lâu vậy, thời gian quá lâu nó sẽ bị nóng và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là cháy nổ. Cái thứ hai nữa là các cái thiết bị đấy khi bảo trì bảo dưỡng thì không thường xuyên, dẫn đến là khi đi không thường xuyên chúng ta đi kiểm tra, dẫn đến các thiết bị đấy có thể có dấu hiệu nhưng chúng ta không phát hiện sớm, và dẫn đến là khi nào sạc mà đặc biệt là sạc vào ban đêm không phát hiện được xảy ra cháy nổ thì mình lại bị động và vào ban đêm thường phát hiện muộn và xảy ra những cái thiệt hại. Cái thứ ba nữa là các cái thiết bị thường một số các cái cá nhân có nhu cầu là độ các cái thiết bị, tăng cái công suất sử dụng của các cái thiết bị ở trên các cái phương tiện đấy và dẫn đến là các cái thiết bị mà nạp sạc đấy sẽ khi nạp sạc vào nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là trong quá trình sử dụng sẽ cho quá tải và gây cái hiện tượng mà cháy như trong cái thời gian vừa qua. Đây là một viên pin lithium phổ biến dùng cho các dòng xe máy điện hiện nay trên thị trường. Hôm nay tôi sẽ làm một thí nghiệm để chứng minh cho quý vị thấy nếu những viên pin như thế này mà cháy sẽ rất khó để có thể dập được bằng những bình cứu hỏa thông thường hiện nay. Thậm chí có thể nói thẳng luôn là không thể dập được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thí nghiệm. Lửa bùng phát phá vỡ lớp vỏ nhựa. Nhiệt độ tăng mạnh, pin bắt đầu phát nổ. Dùng bình bột để dập lửa. Dù có phun cạn cả một bình loại 4 cân thì ngọn lửa vẫn cứ bùng lên. Tiếp tục chuyển sang dùng một bình khí CO2 để dập, cũng phun liên tục cạn bình, ngọn lửa vẫn cứ bùng lên. Pin xe điện khi nó gây cháy thì cái nhiệt lượng rất là cao, khi nhiệt độ của nó có thể lên đến 600-700 độ. Đó vậy là chất cháy bột thì nó chỉ khi phun vào nó chỉ khánh để làm loạn cái nồng độ oxy ở trong đám cháy để nó dập tắt đám cháy. Cái bình chờ cháy CO2 đó là cháy khí, chờ cháy khí thì khi phun vào nó làm lạnh nhưng mà cái độ lạnh của nó cũng không đủ để dập tắt đám cháy. Theo đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy, đám cháy của pin xe điện không cần oxy mà là cháy xuất phát từ các phản ứng hóa học bên trong viên pin. Thậm chí nếu người dân dùng nước để chữa cháy thì có thể giống như tình huống này, nước gặp nhiệt độ cao biến thành hydro lại gây nổ. Nguy hiểm như vậy nhưng hiện tại Việt Nam chưa có một bộ tiêu chuẩn an toàn cháy nổ dành riêng cho pin xe điện. Phía Hội Phòng cháy chữa cháy Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ để đề xuất những ban hành mới các tiêu chuẩn liên quan đến đảm bảo an toàn cháy nổ cho pin xe điện và xe điện. Khi mà đã có cái bộ tiêu chuẩn thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại Tổng cục Quản lý thị trường đề xuất các giải pháp để kiểm soát các hàng hóa lưu thông trên thị trường. Hiện nay chỉ có một vài sản phẩm của nước ngoài như bình chữa cháy gốc nước dùng công nghệ bọc phân tử thì mới có thể làm giảm thật nhanh nhiệt độ để dập tắt đám cháy của pin xe điện. Tuy nhiên, loại bình này chưa phổ biến, giá thành cao gấp nhiều lần các loại bình phổ biến.